Chào cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà sẽ đi ngâm nếp và sẽ làm bánh tét nha cả nhà. Nội của mình á, chỉ mình á là hả, mình còn nhớ là mình chỉ có làm sẵn nguyên liệu cho nội mình gói thôi, chứ mình chưa bao giờ gói bánh tét hết. Mà nội mình dặn á, khi mà đi vo nếp vậy nè, vo thiệt là sạch, vo cả chục nước á hả, nói chung là vo nhiều nước dữ lắm, tới khi nào mà cái nước á mà nó trong vắt luôn á, nội mình mới chịu. Mình thấy là cái nước nó cũng rửa trong dữ lắm rồi. Bây giờ mình sẽ để đây mình ngâm nha. Rồi chừng nào khoảng 5-6 tiếng gì đó mình sẽ quay lại nha. Sẽ đi ngâm đậu xanh. Là cái đậu này là mình được 340 g một bịch này. Em thì họ bỏ cả cái phẩm màu cho nó vàng đẹp á. Mình phải rửa chừng nào cho nó trong vắt giống như nếp vậy là được. Thôi ngâm cho nó nở đậu rồi nở nếp nữa là mình sẽ đi làm bánh tét nha. Mình có 300 g thịt cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi cắt nè. Cắt mình không biết cắt vừa vừa mỏng mỏng đó ha. Rồi mình đã cắt lát mỏng vậy nè cả nhà. Đó. Vậy ha. Có một muỗng canh hành tím vô đây, nửa muỗng cà phê đường, một xíu hạt nêm, xíu nước mắm. Tiêu rồi mình ướp thôi. Rồi mình ướp đã xong, mình để đây. Chừng nào mình gói thì mình bỏ vô mình gói thôi. Nếp thì mình đã ngâm 5 tới 6 tiếng, mình bỏ ra một cái rổ như vậy để cho nó ráo nước. Đậu xanh nó cũng đã nở rồi thì bây giờ mình bỏ một muỗng cà phê muối vô, mình bỏ trong nồi cơm á, mình nấu cho nó mềm. Mình mua được mấy bịch lá chuối này nè ơi. Lá chuối đông đá. Bây giờ mình sẽ đi rửa lá chuối, lau khô. Bánh mì mua được là mỗi lá chuối đông đá thôi nè. Tính là mình sẽ gói 6 cái bánh tét nên là mình chuẩn bị một 6 cả cái miếng giấy bạc như vậy. Với lại 12 miếng lá chuối như vậy. Đó. Xong xuôi rồi. Đậu xanh của mình nó đã rút nước rồi đây cả nhà. Bây giờ mình lấy ra mình dầm nhuyễn ra nha. Mình dầm cho nó nhuyễn ra. À, như vậy là được rồi đó cả nhà. Mình để cho nó nguội ha. Xong rồi mình sẽ đi dò 6 thành viên nhân. À. Mình chia ra được 6 phần ở đây cả nhà. Mình dự tính là 6 cái bánh tét nha. Cuốn cuốn giống sushi với cả nhà. Cái nhân 6 cục nhân của Nhung Hà đã xong. Dễ thương quá à. Bây giờ mình sẽ bỏ nước dừa vô. Cái lon này là 400 ml nước dừa. Rồi, cái mình đổ chung vào đây là 400 ml nước không nữa. Bỏ vô đây. Ở đây là một muỗng cà phê muối. Rồi, nước đã sôi lắm rồi. Mình bỏ nếp vô. Rồi mình cứ đảo như vậy nè cả nhà.
tới khi nào á mà nó ráo bớt cả cái nước dừa là được. Mình phải đợi cái nước dừa cho nó sôi rồi mình bỏ nếp vô, cho cái hạt nếp á nó không có bị gãy. Ráo như vậy là được rồi, mình tắt bếp nha. Mình sẽ chia ra làm 6 luôn, đặng lát nữa mình làm 6 cái bánh tét ha. Cái miếng này là 3-4 lớp á, 5 lớp luôn cả nhà. Là cái giấy bọc thực phẩm á, mình làm cho nó dày như vậy nè. Bây giờ lấy nếp hồi nãy mà mình đã chia phần á, mình thấy làm như vậy giống như là làm gì à? À, bánh sushi á nha. Mình tưởng tượng giống như mình đang làm sushi vậy nha. Rồi mình gỡ cái nhân hồi nãy mà mình đã làm rồi đó cả nhà. Đó. Đây. Đây. Mình cuốn giống như mà mình cuốn sushi vậy đó cả nhà. Đó. Y vậy đó. Túm hai đầu lại. Đẹp chưa? Quấn tròn lại. Rồi, vậy là cái bánh tét của mình đã nằm gọn luôn. Trời ơi, nó gọn bâng luôn. Hết thịt là dễ à nhà. Nhưng lá chuối này, tội nghiệp lá chuối của mình chưa? Tại vì là lá chuối thì cái mặt đậm á, nằm ở dưới vậy nè. À, xong rồi giống như chồng lên nhau á, mặt đậm mình nằm mấy đây đó. Mình bỏ đối chiều lại nhau vậy đó, bỏ vô đó. Trời ơi đẹp chưa, thành nguyên một cái bánh tét rồi đó. Đẹp dễ sợ luôn. Rồi mình cũng cuộn y như sushi á nhỉ. Gấp hai đầu lại. Tội nghiệp cái lá chuối của Nhung Hào quá, không có được đẹp như ta, nhưng mà không sao, có lá chuối là hơn lắm rồi. Ở nhà ở bên Mỹ mà. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái lớp giấy bạc nữa, quấn lại, quấn hai vòng rồi gấp vô. Có giấy bạc thì nó đỡ. Rồi cái mình lấy lá chuối nè nha, thắt lại. Rồi, vậy là bánh tét Nhung Hà đã xong. Đơn giản chưa cả nhà? Rồi, nãy giờ là Nhung Hà cuộn được hai cuộn đó cả nhà, thấy không? Được hai cái rồi đó, đẹp chưa? Mình sẽ cuộn đi hết 6 cái nha. Xong cả nhà ơi, đẹp chưa? Cũng đẹp quá chứ hả cả nhà? Bây giờ mình sẽ đi hấp thôi. Ơi, mở xem bên trong ha. Nãy giờ mình không mở gì luôn á, mình để vậy đó. Đó, ui dồi ôi, nóng hổi luôn. Rồi. Thôi, dựng cái bánh lên nha cả nhà. Đó, dựng 6 đòn bánh của mình lên. Nó nguội xíu, mình sẽ mở bên trong cho cả nhà xem nha. Bên trong cho cả nhà xem nè. Ôi trời ơi, nó thơm kinh khủng, thơm luôn cả nhà ơi. Wow, thơm dễ sợ, thơm luôn.
mình gói cả kia bên ngoài á, nước nó còn không có thấm vô đây luôn á nha. Đó, trời ơi. Cái mùi lá thiệt là thơm luôn. Đó. Bỏ vô đây nè, cả nhà biết á. Cả nhà biết cái này là cái gì không? Cả nhà, cái phong bao lì xì của năm ngoái cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô vậy cho nó có không khí Tết. Tết 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 đến rồi cả nhà ơi, thấy mấy cái đỏ đỏ này là thấy bữa Tết gần đến đó cả nhà ha. Trời ơi, công nhận hôm nay là lần đầu tiên làm bánh, không biết ở trong ngon không nhưng mà thấy bên ngoài có vẻ rất là đẹp luôn hả nha. Oh yeah, đây. Oh wow, trời ơi nó rất là thơm luôn cả nhà ơi. Mùi bánh tét quê hương tao nói nó thơm quá à. Cả nhà ơi, mời cả nhà ăn bánh tét cùng với Nhung Hà nha. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời Nhung Hà làm bánh tét luôn. Trời, nó vui gì đâu cả nhà ơi. Ôi, niềm vui bất ngờ luôn. Wow, vui quá, vui quá. Rồi, ăn thử cả nhà ơi. Ôi ôi, biết ngon nữa. Cắn một miếng rồi máy tự nhiên nó quay nãy giờ nó hết pin cả nhà ơi, ăn tiếp nha. Ông xã mình nó ảnh làm hơi ồn ào cả nhà, bây giờ ăn tiếp nha cả nhà. Ngon ghê luôn á. Hấp 3 tiếng là cả nhà ơi, không phải 2 tiếng đâu. Đúng là hương vị quê hương cả nhà ơi. Cắm cái thịt nó ra hết trơn rồi. Ngon lắm. Ăn nửa cái này là no. Thịt thấm ngon. Nhưng mà thấy mình á, mình thấy là nó không có rụt giống như là mình nấu như kiểu truyền thống ha. Miếng thịt nó rụt đúng rồi nha. Why, what is this? New light? New umbrella light? Looks more fancy. Con trai nó hỏi là cái đèn của mình giờ nó có hai cái dù, tại vì ông xã mình gắn hai dù vô á. Cho nó ánh sáng nó tập trung một chỗ á. Ủa thôi mình gỡ cái dù ra, vừa anh gắn cái dù vô. Nào, mình thấy hấp là phải 3 tiếng đồng hồ, 3 tới 4 tiếng lận à nhờ. Hấp 2 tiếng á, trên mạng á, chỉ 2 tiếng á, mình thấy là nó không có chín mặn. Hấp phải 3 tới 4 tiếng á. Rất là vừa vặn luôn, ăn rất là ngon. Cô kiểu mẹ làm á, năm ngoái năm nay vẫn còn rất là giòn ngon. Lần sau ha, mình sẽ làm với lại nồi áp suất rồi nè. Lần này á, mình hấp thử, lần sau mình sẽ làm nồi áp suất. Ngon quá. Ăn nửa cái là no nhờ ơi. Tại vì á, đói rồi mà ăn xôi nhiều á, nó sẽ bị gọi là ở chua á nha, không có tốt.
Nó béo béo bên ngoài á nha. Tại nó có nước cốt dừa. Chị chích gà chỉ xin cả nhà ơi. Lâu rồi ăn lại hả? Nó đã gì đâu, rất là ngon luôn. Nhưng mà mình đã thích cái kiểu truyền thống của bên mình nè. Nấu với lại củi á, nó còn tăng hơn cái vị nữa. Thơm quá. Ngon, mà ăn nữa cá mà ngon. Mẹ làm của kiểu giòn ngon ghê. Mẹ mình làm ngọt á, nên để được lâu. Nếu mà làm chua không có để được lâu. Noel năm ngoái về á, mẹ làm cho một thẩu. Nếu mà để trong ngăn mát tủ lạnh á, tới giờ vẫn còn. Nhà bà không hết chắc xăng nằm vẫn còn không thầy nhà. Cá hủ. Con củ kiệu giống của mình đó. Mình trồng lại ngoài vườn rồi, mình không có làm. Tại vì mình thấy có củ kiệu đó nên mình không có muốn củ kiệu. Béo à. Mà nó hả, nói chung là rất ngon rồi nha. Rồi, bỏ cái lá ra ngoài luôn, còn mấy cái ăn hết luôn. Mình thích cái chiên nó rồi đó, ăn đã luôn. Để nguội xong mình để trong ngăn đá. Nhưng nào mình thèm á, mình cắt khoanh á, mình hấp lại hoặc là mình cắt khoanh khoanh á, mình chiên. Trời ơi, đá luôn rồi. Ngon rồi nhà ơi, ngon quá. Ăn nửa cái ngán không? Mình chỉ có nước dừa ăn mau ngán hơn rồi nhà. Hôm nay là Nhung Hà lần đầu tiên làm bánh mà mình thấy cũng rất là thành công luôn cả nhà ơi. Thôi video của Nhung Hà tới đây thôi ha cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà nhé cả nhà. Bye.